Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thống nhất đề xuất của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh rút ngắn khoảng cách thời gian giữa hai mũi tiêm vắc xin Covid-19 AstraZeneca. Sở đề xuất rút ngắn khoảng cách thời gian giữa hai mũi từ 8 cho đến 12 tuần xuống mức tối thiểu 6 tuần. Đề xuất của Sở Y tế đưa ra trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại thành phố, cần đẩy nhanh tiến độ bao phủ mũi 2 vaccine phòng COVID-19 cho người dân nhằm tăng cường sự bảo vệ chống lại dịch bệnh. Đồng thời, theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất vaccine AstraZeneca, mũi 2 nên được tiêm trong khoảng thời gian từ 4 đến 12 tuần sau mũi 1. Các đơn vị tiêm chủng khi thực hiện tiêm vaccine mũi 2 cho các trường hợp trên phải thông tin đầy đủ, giải thích rõ hiệu lực bảo vệ theo các thời điểm tiêm mũi 2, tính an toàn về khoảng cách tiêm mũi 2 để người dân biết và đồng thuận tham gia.